Nội thất bên trong bên Powershop T604 nhé, dòng T series, một trong những model đời mới cao cấp của Powershop, có liền Dante và DSP. Còn này trong nó có đầy đủ nhiều cái preset này. Đấy. Có DSP thì anh em dùng rất là tiện. Đặc biệt dòng này quạt chạy êm nhá. Em về được 3 chiếc đế 2019. Năm sản xuất 2019. Cái máy bên trong là nguyên bản, chưa có qua vệ sinh, rất sạch sẽ. Anh em nhìn quạt là mình thấy này. Đấy, rất sạch sẽ nhá. Đây. Còn mặt trước này nó đang còn nguyên bụi. Đấy, vệ sinh chút là ok rồi. Hàng nó rất là đẹp. Ở đây còn con Powershop X4L. Còn đấy hôm sau sẽ giới thiệu sau cho anh em. Còn giá em chào bán T604, công suất 1250W trên một kênh 8 ohm, 1500W trên một kênh 4 ohm, là 65 triệu cho một chiếc. Bên em bao ship cho toàn thể anh em nhé, bao ship và em đảm bảo hàng, cam kết hàng zin nguyên bản cho anh em, hàng zin và hoạt động hoàn hảo nha mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ 0962 229 226, em nguyên chuyển hàng toàn quốc.